đang nghỉ Tết sung sướng, tự nhiên bây giờ vô làm chán quá. Trời ơi, tôi hả là ngày nào tôi cũng nôn cho mau hết Tết để được quay lại công việc nè. Năm nay á là phải cố gắng hết sức để được thăng chức mới được. Ủa, bà thăng chức là lên giám đốc. Ừ. Rồi sếp mình làm gì? Sếp có thể nghỉ mà. Đúng rồi. Này, tôi lên đây để tôi nộp đơn xin nghỉ nè, phó giám đốc, việc giùm tôi nha. Không phải, hiểu lầm. Ý em là nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Hoặc là sếp mở một công ty khác, sếp làm giám đốc. Ồ, vậy ha. Dạ. Ôi, có gì đâu mà người sợ. Tôi hoan nghênh mấy người có mục tiêu to lớn trong cuộc đời của mình lắm. Nha phó giám đốc. Ê, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với công ty. Hôm nay chúng ta sẽ họp đầu năm ha. Chà, thấy mặt ai cũng tươi tắn, chắc là ăn Tết vui vẻ lắm hả? À, đầu tiên xin thông báo với tất cả mọi người là cậu Nhân sẽ là thành viên chính thức của công ty chúng ta. Mong mọi người hỗ trợ cậu ấy nhiều hơn. Dạ. À, Tuyến, năm nay công việc sẽ hơi nhiều, cho nên là em coi note lại cái quá trình mọi người làm việc mà có tốn chi phí gì đó thì em báo lại với anh ha. Dạ, sẽ cứ yên tâm. Tuyết, sắp tới việc của em sẽ nhiều hơn là làm ở dưới lễ tân, cho nên là em cần phải trau dồi mình nhiều hơn nghe chưa? Vậy thì sếp cứ tin ở em. Em sẽ đi tập gym mỗi ngày nè, xong rồi đi spa để chăm da mỗi ngày nữa. Thì lúc đó sẽ nhìn em càng ngày càng đẹp hơn, sếp yên tâm nha. À, mà mấy cái chi phí đó là công ty thanh toán đúng không sếp? Cái đó anh ấy chưa cần lắm, mà cũng có thể là em đã dư luôn rồi, không cần lắm đâu. Cái của anh muốn em trau dồi đó là về kỹ năng và kiến thức á. Ví dụ như mình tìm hiểu xem về diễn xuất nè, rồi tạo hình ở trên mấy cái video clip như thế nào, rồi live stream nữa. Đó, anh cần em mấy cái đó thôi ha. Dạ. Sao vậy, chưa được làm giám đốc nên hơi cọc hả? Dạ, đâu có. Ý là bây giờ công ty mình đang có hai cái hợp đồng nhưng mà nó trùng lịch nhau. Em không biết làm cái nào trước đây nè. Vậy sao không làm cả hai luôn? Sao làm được sếp? Trời. Bây giờ mình chia ra hai team. Một về đổi của anh, hai là về đổi của em. Đó, rồi mình tắt kia mình đi tham khảo mấy cái khách hàng vậy thôi. Nha. Ừ. Rồi, ai muốn về team anh nào? Cảm ơn Thành, anh tin nữa em. Anh nghĩ hai chúng ta mà phối hợp nha là khách hàng sẽ duyệt. Dạ không phải, em giơ tay có ý kiến là muốn về đội phó giám đốc. Kêu bật đèn xanh rồi đó. Ê, biết chỗ nào chụp hình cưới đẹp không? Đặt tên con luôn chưa? Chưa. Dạ là em sợ phó giám đốc không đủ sức làm một mình đó sếp. Vậy hả? Em quả nhiên là người đàn ông tinh tế đó Thành. Anh thích em đó. Nên vậy à. Ê, không biết còn ai về team của tôi không ta? Làm gì còn ai sếp? Marketing team mình có 3 người à. Giờ sếp làm một mình á. Tôi làm một mình thì làm một mình đâu mà chuyện nhỏ. Sếp ơi. Ừ? Ổn không? Rất ổn. Em định á là sẽ tạo một cái kênh trên mạng xã hội, sau đó sẽ quay mấy cái clip hot trend, lúc đó là chúng ta sẽ câu view. À, nhưng mà không được đâu. Em nghĩ là bây giờ sẽ ra thêm một số món ở trong menu quán của em đi, như là cà phê sữa hộp vịt lộn. Với cái món gì mà đang hot trend mà giả tay đồ đó. Trà chanh. Vỏ sầu riêng giả tay. Xuất sắc. Nhưng mà em vẫn thấy nó không có đủ ta. Thôi giờ như vậy. Em á sẽ là kêu diễn viên tới. Đúng. Chi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái drama. Đó, chúng ta sẽ làm hả cái quán này ha rần rần lên lúc đó là. Ê. Dạ. Nãy giờ cái ý của em đưa ra nó cũng có cái gì đó rất là ấn tượng và thú vị nha. Đúng. nhưng mà mình phải chốt lại duy nhất một mục tiêu để nó rõ ràng hơn trong việc quảng cáo của quán của em á. Ví dụ như là em muốn làm một cái menu mới nè, hay là một cái không gian mới, hay là một cái nhân viên có cái đó. Mục đích của em là phải hơn thua với quán cà phê Tâm bên kia. Em không biết anh làm bằng cách nào, nhưng anh phải kéo khách về đây cho em. Và khách phải nhiều hơn mấy chục lần bên đó nha. Em và quán cà phê Tâm không đội trời chung. Nhưng mà
nó hơi khó đó. Này phải tính lại nha. Thì đúng rồi, khó thì anh mới được ngồi ở đây. Chứ nếu mà dễ á, em tự làm cho rồi, đúng không? Đâu cần tốn tiền chi đâu. Em nói đúng. Nhưng đúng mà có anh, tiền nói đúng. Anh, em tốn tiền á, mời anh tới đây á là cùng nhau bàn bạc, để cùng nhau lên ý tưởng mọi thứ, để chúng ta cùng nhau là thu hút khách. Nhưng mà nãy giờ hình như là có một mình em lên ý tưởng, có mình em nói, có mình em có suy nghĩ à, có mình em làm hết trơn. Xin lỗi em, nhưng mà tại nãy giờ anh chưa có canh được cái khúc nào để anh vô để tụi mình cùng nhau được á. Em chưa cho anh được có một cái giây phút nào hết trơn. Còn nãy giờ em nói không à, anh chưa được nói vậy hết trơn, giống như em không cho anh nói vậy. Anh vừa mới nói đó. Trời ơi, chứ em có nói gì đâu. Trời ơi, mệt mỏi vậy chứ, chắc đỡ người. Ủa, mình mới làm việc với nhau thôi mà. Từ từ mình bình tĩnh, mình giải quyết chứ sao đỡ người vậy. John Việt Nam. Chêu đùa xíu, chứ tiền cọc đưa rồi. Em chốt lại giúp anh là em muốn quảng cáo hình ảnh của quán mình bằng hình thức nào? Thì hình thức nào cũng được hết trơn á. Miễn là đừng có làm sai ý của chị là được. Dạ, vậy cho em hỏi là ý chị làm sao chị? Dạ. Thì ý của chị á là mấy em á muốn làm như thế nào á thì cứ làm. Nhưng mà làm sao á, quán chị là phải đông khách hơn quán Olala. Mà nhớ nè, là không có được làm những cái thứ mà chị không thích nha. Vậy chị có thể cho tụi em biết là chị không thích cái gì không chị? Không, tao đã nói là không có được. Công việc của tao là quan trọng nhất. Chừng nào á xong việc thì tao đi. Vậy nha. À, mình làm việc tiếp hả em? À, anh có một ý rất là độc đáo nha. Việc của mình hôm nay là xong rồi nha anh. Bây giờ á em phải có việc phải đi. Có gì á anh về à, anh nhắn tin với em rồi tụi mình bàn tiếp nha. Ừ, vậy nha anh. Ồ, anh ngồi anh cứ uống nước thoải mái nha. Không có sợ tốn tiền đâu. Nghe chưa? Em chủ mà. Vậy nha, bye bye anh. Nhưng mà em thấy chiều lòng chị Tâm khó quá. Chỉ muốn marketing mà mình đưa ra cái idea mới nào chị cũng không chịu hết trơn á. Mấy cái khuyến mãi này em thấy quán nào mà chả làm. Thì như vậy á, mình mới phải suy nghĩ làm sao cho kế hoạch khuyến mãi này nó hiệu quả, vừa thu hút khách hàng mà quán cũng có lời nữa. Rồi, mấy cái drama, mấy cái trend của em á, thật ra thì nó cũng không có đến nỗi tệ, hiểu không? Nhưng mà tại vì anh cũng có mấy cái ý tưởng độc đáo á. Em thử lắng nghe anh xem. Chứ anh thấy mình sẽ khó cạnh tranh với người ta á. À, thôi mà có gì mình gặp mình nói chuyện rõ hơn nha. Rồi. Sếp ơi. Hả? Ổn không sếp? Giống ổn không? Ủa mà bộ bên đó cũng muốn cạnh tranh với quán khác nữa hả sếp? Ừ, anh nhức đầu cũng chết đi nè. Bên em cũng đòi cạnh tranh với quán đối thủ nè. Mỗi mùa này mùa cạnh tranh đó ta. Nhưng mà sếp yên tâm đi, tụi em thắng chắc rồi. Tại vì nghe nói là cái quán bên kia nó ế dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Tốt, tự tin như vậy tốt. Mà anh tin tụi em sẵn rồi, thấy không? Với cái năng lực của tụi em, anh nhìn biết thắng chắc. Dạ. Cố lên nha. Dạ. Anh coi địa chỉ quán Olala đi. Có gì tí nữa mình qua mình khảo sát bên đối thủ coi. Ê. Mới nói tên quán gì ô vậy? Olala. Vậy khách hàng của tụi em đang làm việc có phải là Tâm Coffee không? Chà. Thì là sắp tới mình phải cạnh tranh với sếp hả? Khủng quá. Cạnh tranh gì mà cạnh tranh? Cỡ em nha, là em bẻ sếp một cái một. Cạnh tranh là mình chỉ dùng cho cái trường hợp gọi là bằng nhau về năng lực. Còn này sao? Phải mình... không? Ê, bây giờ về anh khuyên thật mấy đứa, tuyệt đối phải làm việc hết mình hết sức, môi gan môi ruột ra mà làm. Biết chưa? Đừng làm lơi lơi nha. Làm lơi lơi là anh dập mấy đứa thì tội nghiệp. Cũng kỳ. Để nói mà sếp năng lực quá mà đi ăn hiếp mấy đàn em của mình. Đúng không Tiến ha? Em đâu biết đâu. Alo. Rồi, cái hoạch đó mình cứ tiếp tục đi ha. Rồi, mình nghĩ mình thắng chắc rồi. Em kêu đối thủ chuẩn bị sức lực đi nha.
sĩ hôm qua hát ok á, nhưng mà cái giá hơi cao nha. Bây giờ em nghĩ là mình sẽ nói với chị Tâm deal là book bạn 3 buổi một tuần luôn. Thì mình sẽ có... Thôi em đi ra ngoài nói chuyện anh ơi, bàn công chuyện chứ mất công có người ra lén ẩn cấp ý tưởng nữa. Ê, nói ai ăn cắp ý tưởng vậy? Hả? Ý tưởng trong đầu tôi một biển á. Bộ nhìn giống cái dân phải nghe lén lắm hả? Giống. Thế là ví dụ mà em không giúp đỡ gì anh được thì ít nhưng ra em cũng phải yêu thương anh một chút xíu chứ, đúng không? Không. Ờ, tôi xứng đáng điều đó. Cảm ơn em nha. Ly cà phê của sếp Uy nè, sếp Uy ơi, sếp Uy. Để em mời sếp ly cà phê. Sếp nhìn mặt sếp căng thẳng quá, sếp cần giúp gì không sếp? Tuyến. Dạ. Em có biết cái đèn lô tô nào trên Sài Gòn này mà giá bình dân không? Không biết. Sao không hỏi em? Cậu quen hả? Không. Vậy nói làm chi? Mẹ em quen kế bên nhà đồ lô tô luôn. Không phải cái đồ lô tô mà cờ ga con máy gì ga, cờ ga con máy không? Đúng rồi. À. Vậy sao nãy giờ không nói? Sếp có hỏi em đâu em nói. À, bậy quá. Ê, gọi hỏi giùm anh coi là người ta có lên Sài Gòn biểu diễn được không? Dạ, vậy để em kêu mẹ em gọi người ta hỏi rồi có người ta... Gọi lẹ đi! Dạ. Sao? Coi bộ kế hoạch của anh cũng được quá ha. Gì mà cũng được. Thấy không? Anh nói đồ em chỉ việc tin và nghe theo lời của anh thôi á, là quán đông đúc vậy luôn. Bảo đảm mà, thấy không? Ủa? Nhưng mà ca sĩ hát lô tô đâu anh? Nãy giờ em không có thấy nha. À chắc là đang sắp đến á. Anh gọi điện hối đi chứ để trễ giờ. À đúng rồi. Ừ. Để nói. Alo, tới đâu rồi? Đoàn tới đâu rồi? Cậu giỡn mặt với tôi hả? Dạ. À, không có sếp, tại em đã có book đoàn lô tô cho sếp rồi. Mà cuối cùng bẻ chỉa rồi cái nó quỷ xô cho nên em mới... Cậu là cậu giết tôi rồi. Dạ. Vậy sao tôi có hát được không? Được chứ sếp, hồi nhỏ em hay theo mẹ em coi lô tô á, cho nên em hóa thân nhân vật ok lắm. Em hóa cỡ này là sếp tin em cho được. Thôi lỡ rồi vô hát đỡ đi chứ. Dạ. Cô qua đây công ty ai coi? Em bóp ổ khóa rồi. Ê, mày chìa khóa đâu? Em để phòng sếp á. Anh, hả? Để làm người đâu? Đang dặn dò vô liền. Rồi. Cậu đừng làm tôi thất vọng nghe chưa? Kính thưa quý vị và phòng tòa án, hiện tại quý vị đang có những tâm giá chúng ta chuẩn bị do số đó lặng mà nghe tôi chi còn cờ nha, cờ ra con mấy còn mấy gì ra mấy gì ra cờ ra con mấy còn mấy gì ra mấy em ơi hát đi con số 07 con 07 gạch vô. Trời ơi, nó hát cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Đâu có, những cái nhạc trẻ mới mình không biết á. Phải không? Ừ, với lại cái lô tô mà có con số là được rồi đúng không? Mấy gì ra, con cờ ra coi ra con mấy con mấy gì đây? Mấy gì ra coi ra con mấy con mấy gì ra? Mày gì ra thôi à? Mày gì ra? Ôm bà là. Ôm bà là. Đúng bà đúng không? Bà là. Con là tóc dài, nó rất là vui, nó làm cho quý vị cười. Con số chín. Mắc gì chín? Cười là 10 chứ sao chín? Con số 10 trừ 1 còn con số 9 thì con số 9. Mày biết chơi lô tô không? Thôi không chơi đâu. Tôi nói cậu sao hả? Bây giờ cậu làm gì vậy? Con xin lỗi sếp, nó khó với em quá. Khó thì nói. Anh đang làm cái gì vậy? Bây giờ lỗ sặc máu rồi đó, ai đền bù thiệt hại cho tôi hả? À,
anh xin lỗi, này là ngoài dự kiến của anh. Thôi để anh tìm cách khác rồi anh sẽ tìm khách lại cho quán em á, em yên tâm đi. Hay anh sẽ tìm cách khác. Tìm cách? Anh nói nghe dễ quá à. Thôi thôi thôi, bây giờ á là tôi không theo kế hoạch của anh nữa. Giờ vậy, anh đi tìm cho tôi một reviewer tới đây. Reviewer? Kế hoạch là như vậy, hai người thấy ok không? Tại sao? Nói cho người ta biết lý do đi. Làm sao mà có thể nhận được? Tiền quá ít, chúng tôi không đồng ý. Cái ý đó không phải, cái ý của tụi mình đó là từ cái quán đó là bây giờ thì không làm ảnh. Sao? Tôi nói cho chị biết, bia như vậy á là bia không lành mạnh. Đúng. Quá tiêu cực. Mà còn tiền ít nữa nên rồi, chúng tôi không nhận. À, cái vế đầu á là cái làm cho chúng ta không thể nào làm việc tiếp được với nhau đó. Ờ, nó quan trọng hơn. Cuối cùng là hai anh chị vẫn không đồng ý làm tiếp. Đúng. Không làm thì thôi. Hợp đồng á của chúng ta chấm dứt. Còn số tiền còn lại á, tôi cũng sẽ không thanh toán cho hai người. Hả? Coi như đó là số tiền đền bù thiệt hại mà ngày hôm qua anh gây ra cho tôi. À, em. Hay là mình ngồi xuống mình bàn lại xem mình có cách thức nào để mà... Khỏi. Nhân viên, tính tiền nước cho hai người này. Ê. Ủa? Thôi mà sếp, đừng có buồn nữa. Sếp thua tụi em chứ có phải thua ai đâu mà buồn. Đúng rồi đó sếp. Đầu năm đầu tháng công ty mình có hai chớp. Mà một chớp là tụi em làm cho thành công rực rỡ vậy rồi. Thua có mỗi chớp của sếp chứ nhiều. Đáng lẽ phải vui mới đúng á. Khỏi khỏi ai ngủ giùm đi, tôi mệt quá, đi chỗ khác đi. Không, tụi em nói thiệt. Tụi mọi người, cái clip mà review quán chị Tâm á là xu hướng rồi nè. Đó, thấy chưa? Sếp ơi, tụi em giỏi không sếp? Ừ thì cũng tự hào, giỏi đó, cũng tốt á. Tốt cái gì mà tốt? Sếp coi đi. Gì vậy? Sao không tốt? Được lên review vậy thì phải... Ủa, cái bạn này hay review nè. Như các bạn cũng đã biết á, thì ngày hôm qua mình có đến quán cà phê Tâm Coffee đó, để mình review cho các bạn. Thì quán cũng nhỏ nè mọi người, nhưng mà mình thấy số lượng khách cũng khá là tương đối. Cái khúc này là mình gọi nước ép cho mình uống nè mọi người. Và mọi người biết sao không? Cái nước ép nó đúng với cái tên của nó luôn, là phải ép mới uống nổi chứ người bình thường không uống nổi các bạn. Ủa sao nói kỳ vậy? Cái mùi trái cây á, nó giống như là nó bị ôi thiêu làm sao đó các bạn. Mình uống vô, hậu quả các bạn biết sao không? Cả một ngày hôm sau mình bị tiêu chảy. Mình thấy là mình chịu không nổi rồi, mình thấy không ổn rồi. Mình mới đến bác sĩ, mình hỏi bác sĩ phán một câu xanh rờn là bị ngộ độc thực phẩm. Đến không kịp á là ảnh hưởng tới tính mạng của mình luôn mọi người. Thật ra thì mình lên clip này á thì có sao mình nói vậy thôi. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nè, mình là người tập gym thật nè. Thì mình đăng clip lên thì mong á là quán sẽ coi lại cái chất lượng sản phẩm của mình để đưa đến cho người tiêu dùng. Chứ làm vậy thì không ổn lắm. Mình không có ý gì đâu nha. Tôi nghĩ chuyện này là con bé ý bên đây nó làm. Biết sao không? Tại lần trước nó có kêu tôi là làm mấy cái chuyện như vậy nè. Tôi không chịu làm, xong rồi nó hủy hợp đồng làm việc với tôi luôn. Trời, em không nghĩ nó chơi vô vậy luôn á sếp. Còn nhỏ mà đã như vậy rồi, không được rồi. Anh sẽ đại diện gia đình của nó dạy cho nó một bài học mới được. Em dạ. Chị gia đình chị đi, chị tự giải quyết. Không được. Gia đình chị. Ừ, thì nó là em gái của chị. Cái gì? Ủa là hai chị em ruột cái mở hai cái quán cà phê đối diện nhau, cái cạnh tranh nhau. Thì để chị kể cho nghe là ba chị có để lại một số vốn cho hai chị em làm ăn. Mà hai chị em thì thích kiểu mà kinh doanh quán cà phê nên mới cùng nhau mở cái quán cà phê vậy nè. Mà cái tính của con nhỏ đó ngộ lắm, nó cứ làm theo trào lưu xu hướng mà mấy cái đó đâu có bền đâu em. Chị á là chị quan trọng cái chất lượng đồ uống. Thà mình bán mấy món mà người ta thường uống gì đó mà nó ngon, hiểu không? Đúng. Thì mỗi người mỗi ý, tối ngày cứ cãi nhau hết, chuyện nhỏ tới chuyện lớn rồi sao làm ăn chung được. Rồi cạnh tranh nhau vậy đó. Sóng gió gia tộc. Bây giờ chị định sao? Chị cũng không biết sao nữa. Mà chắc phải nói đâu em. Anh bị cái gì vậy? Tôi kêu anh á là qua quán bên kia uống nước rồi review chơi dở thôi. Mà tự nhiên cái làm quá lên chi, rồi bày ra cái chuyện ngộ độc thực phẩm. Đó, bây giờ quán của người ta thiệt hại biết bao nhiêu. Ủa, em thấy bình thường mà chị. Ôi, tính ra là em làm hơn những gì chị kỳ vọng luôn á. Mà em đâu có đòi phí thêm đâu, thấy không? Chị dám bút em đi chê, mà giờ chị sợ là sợ làm sao? Chị ngộ ghê luôn. Tôi không còn biết. Bây giờ á,
anh đi qua quán mình đó. Anh làm một cái clip đính chính đi, xong rồi xóa cái clip cũ cho tôi. Trời ơi, cái clip nó đang viral vậy mà sao gỡ chị? Khó gỡ lắm. Muốn gỡ á là mình phải có tiền. Bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu? Mày ăn cướp hả? Mày nghĩ là sao vậy? Vậy thôi, để tao báo công an. Rồi tới lúc đó mày lên mày thương với người ta, mày tống tiền người ta. Chị có gì bình tĩnh nói chị đừng báo công an. Để em báo giùm chị luôn nè. Tôi sẽ nói là chị là người thuê và trả tiền cho tôi để làm chuyện đó, để coi có chết chung hay không. Mày biết khôn á thì chuyển thêm cho tôi 50 triệu, tôi xóa bài coi như là mọi chuyện không có gì xảy ra. Còn nếu như không á, quán tiếp theo mà tôi phốt là quán của chị á. Ê mọi người, hình như nhiều yêu quơ bé thợ kìa. Ê, ủa, ê đúng rồi, nó. Ủa, vậy là ra... Ê chị, trời ơi, bình tĩnh chị ơi, có gì từ từ giải quyết chị Thắm ơi. Chị có gì từ từ nói với chị, bình tĩnh. Ê, ôi trời. Tại sao mày háo thắng vậy? Tại sao mày làm mấy chuyện này, hả? Chị hai nói gì vậy? Mày còn chối nữa hả? Tao thấy cái thằng review từ trong quán mày bước ra, không mày làm thì ai làm? Chị hai bình tĩnh nghe em nói, chị hai ơi, không phải vậy đâu. Cái thằng này á là em nuôi nó thiệt, nhưng mà em chỉ kêu nó qua á là review món ăn của chị là chơi dở thôi. Còn nó tự nhiên nó nói á nó bị ngộ độc thực phẩm, xong làm rùm beng lên. Thế thôi em không có, em không có kêu nó chị hai ơi. Hồi nãy á em còn kêu nó xóa clip nữa nhưng mà nó không chịu á. Giờ sao chị hai ơi, em xin lỗi chị hai. Làm cho đá rồi đứng ở đó khóc. Tao thua mày không hết nữa, tao làm gì mày? Vậy mà trước giờ á em có nghe chị hai ghét em, chị hai coi thường em. Nhưng mà chị hai ơi, bây giờ nó đòi á lên công an, xong rồi nó tống tiền em 50 triệu lần á chị hai. Em không muốn lên công an chị hai ơi, cứu em nhớ chị hai. Giờ sao chị hai? Em bình tĩnh đi, cái vấn đề quan trọng ở đây nè là mình giải quyết cái chuyện này nó sao mới được. Để đó cho chúng tôi lo. Có cách rồi hả sếp? Chưa đâu, nghỉ phụ ơi. Mình xin trân trọng chào reviewer Becker nha. Dạ, em cũng xin rất là hân hạnh chào anh nha. Dạ, hôm nay thì anh hẹn em tới đây á, chắc là có công việc chị muốn bàn với em đúng không ạ? Mình cũng xin phép nói thẳng luôn là mình mở một công ty bán đồ ăn vặt lớn. Vậy mà đối thủ cạnh tranh của mình tạo áp lực với mình mãnh liệt quá. Mình cay nên mình phải bốn một reviewer như cậu để làm clip hạ bệ đối thủ xuống. Dạ. Để mình có thể phát triển được công ty của mình. Dạ. Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần có kết quả. Nếu tôi hài lòng thì biết đâu cậu sẽ lại được thưởng nhiều đó. Dạ, cảm ơn anh đã tin tưởng bé khờ. Dạ, thì em vừa biết vô công ty thôi. Nhìn cái sắc mặt của anh, em biết anh là một người rất là sáng suốt, biết nhìn người, biết dùng người, đúng nghề luôn anh. Bây giờ em vô thẳng vấn đề luôn. Em xin chia sẻ cái plan của em để mà hạ bệ đối thủ. Mời cậu. Em sẽ giả làm khách hàng, đặt đồ ăn của brand mà gọi là đối thủ của anh về á. Đó, bắt đầu em làm clip. Em nói là sau khi ăn đồ ăn của brand đó, em bị đau bụng, em bị trúng thực, em gọi là bị kẹt trong toilet đó, nhập viện luôn. Cỡ đó luôn hả? Cỡ đó luôn đó. Nhưng mà liệu người ta có tin không? Tin chứ sao không tin anh. Anh thấy cái bài post của em á dưới cái quán cà phê Tâm ở trên mạng không? Đó, và bây giờ cái quán nó lao đao luôn. Anh có đọc comment không? Cũng hơi có sao. Vô là chửi quán không, binh em. Đâu có ai biết em vu khống quán đâu. Hay ha. Giỏi cho cậu. Nhưng mà mình còn một thắc mắc hơi nhỏ là khi cậu diễn vào bệnh viện á. Dạ. Thì là giả mà đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy làm sao cậu giả được cái đoạn hình ảnh trong bệnh viện? Anh cứ yên tâm, em lo được hết. Bây giờ là em biến cái nhà em á giống như cái phim trường vậy đó. Cái gì cũng có hết, bệnh viện là chị nhỏ anh, giường bệnh nè ha, oxy cũng có luôn. Nếu như mà chưa đủ đô á, em bút thêm mấy bạn extra vô. Bác sĩ, y tá, hộ tá có hết anh. Trời, sao mà đỡ được, anh thấy ghê không? Là
cậu làm được tới mức độ đó luôn. Dạ. Ghê, rất ghê. Ghê ha mọi người hả? Rất ghê. Quá trời ghê, quá trời ghê. Quá ghê. Ghê quá rồi. Ủa, mấy người là... Thật ra, nhóm tụi tôi là một cái nhóm đại diện công lý ánh sáng có thể vạch trần tội phạm như cậu đó. Nè, anh nói gì vậy? Tôi làm gì có tội mà anh vạch trần? Tội của anh là vu khống, tống tiền người khác. Đúng. Anh nói gì cũng phải có bằng chứng nha, đừng ngậm máu phun người nha. Ngậm máu phun người à? Tống tiền có thể không có, nhưng mà vu khống thì... Hãy nhìn đi, đây chính là bộ mặt của cậu lúc bị giặt mặt. Còn đoạn sau ở đâu? Đoạn sau để công an coi cho nó hấp dẫn. Hợp lý. Đúng vậy. Mọi người. Sao? Em biết sai rồi, em nhận sai. Mọi người đừng đưa em lên công an. Chị, em biết sai rồi, chị tha cho em đi. Cũng tại cái chị này nè. Lúc đầu á, bảo bút em á là chê đồ ăn thức uống của quán chị. Em thấy view cao quá với lại xe nhiều, cho nên là em được nước em đẩy thiền, em làm tới luôn. Mày hát đẩy đúng không? Dạ, mày hát đẩy đúng không? Dạ, mày hát đẩy đúng không? Dạ, mày xin lỗi nhé. Nó đổi qua tôi kìa. Chị cho em xin lỗi nè chị. Em còn sự nghiệp, em còn lo cho gia đình em nữa. Chị bây giờ, chị muốn em bù đắp gì? Em lại chị luôn á, chị đừng báo mang tội nghiệp em lắm chị. Nha, chị bỏ qua cho lần này, em hứa là từ nay về sau em muốn cứ rồi, có review. Thôi được rồi, muốn được tha thứ đúng không? Dạ. Bây giờ tha thứ cho em thì kêu em làm gì em cũng làm hết trơn anh. Vậy thì làm cho tụi này một chuyện. Hôm nay bé Khờ lên đây á là muốn đính chính lại cái drama vừa qua giữa mình với quán Coffee Tâm. Thực ra chuyện á là trước khi đến quán, bé Khờ có ăn một số linh tinh ở nhà. Đó là món mì trộn sầu riêng nè, với lại sinh tố rau muống. Cho nên là bụng bé Khờ bị yếu. Rồi tự nhiên đến quán cái bé Khờ quên đi hai cái món đó. Bé Khờ dùng thức uống bên quán và bị đau bụng. Thì cái bé Khờ mới đổ thừa cho quán là làm mất vệ sinh. Qua cái sự việc lần này á, bé Khờ nhận hoàn toàn trách nhiệm và lỗi về mình. Em cũng thật sự là xin lỗi chị chủ quán rất là nhiều. Một lần nữa xin lỗi mọi người. Dạ. Vậy được chưa anh chị? Được rồi. Dạ. Lần này tụi tôi tha thứ, nhưng mà hứa là không có tái phạm nghe chưa. Dạ. Nhớ là tụi tôi vẫn còn clip làm bằng chứng đó. Ừ. Dạ. Qua sự việc lần này á, em chịu rồi, em không dám nữa đâu. Em xin lỗi mọi người. Nhớ bằng tao nha em. Ôi, nhỏ này. Thôi. Được rồi, thôi về đi. Dạ, em xin phép. Cùi mắt cái gì mà sếp chấm một rùi với giả giọng chi vậy? Ừ. Ủa, kế hoạch là giả dạng đúng không? Để mình moi thông tin rồi mình vạch trần tội của bạn kia. Ừ. Thì anh giả dạng quá chi tiết luôn, người ta đâu có nhận ra mình. Ừ. Thí dụ mà sếp không giả thì bạn cũng đâu có nhận ra sếp là ai đâu. Sao mà... Đúng rồi đó sếp. Hồi nãy sếp giả giọng nhưng mà tụi em ngồi bên kia mắc cười chết luôn á. Hồi nãy là hả mém tí hả cười xì lớn ở trong đó rồi đó. Ở vô tri nhưng mà thấy dễ thương mà, tôi thích vậy á. Mà sao má? Mà vô tri cái gì hả cười cái gì? Ủa, người ta diễn chất giọng đó là chất giọng ngầu. Chất giọng ngầu? Thì chắc tôi cũng đâu phải diễn viên đâu, mà diễn quá tốt rồi không, người ta tin. Ơ, bây giờ có bằng chứng trong cái clip luôn. Đó, lo giữ cái clip cho kỹ đi nha. Mở lên coi thử em. Thật ra là không có tới. Vì nãy em quay rõ lắm mà, sao không tới vậy? Ý là quay không tới cái khúc nó nhận tội á. Tại đang quay cái hết dung lượng. Tết về chụp hình hơi nhiều. Hả? Hello. Ủa? Hello. Xin lỗi nha, hôm giờ công ty nhiều việc quá cho nên là chưa có qua thăm mọi người được. Trời ơi, có qua là mừng rồi, cảm ơn mấy em nha. Dạ. Bé còn quậy không chị? Đây. Ở chỗ Việt Nam, chỗ Việt Nam. Lúc này người ta tập trung làm ăn rồi đó. Đúng rồi, sau vụ đó là giờ tôi rút nhiều bài học lắm nha. Thiệt không? Ừ. Với lại á, giờ là nghe lời chị hai lắm rồi. Giờ vậy sao? Tên nghe. Thôi, chú Dũng rút nha. Dạ. Giờ đi uống thoải mái. Ủa, tôi bao hả? Ê, ông uống nhiều quá tự trả. Ủa, kỳ vậy? Vậy bao? Trời ơi, mấy đứa vô order món á, rồi mình vô bàn mình ngồi luôn nha. Dạ, cảm ơn chị rồi.
giờ là mình vừa uống xong cái món này từ quán nè đó. Mình nghĩ nó có cái mùi gì mọi người ơi. Mùi thơm của xả. Nó mùi thơm của xả với đào nó hòa quyện với nhau, phải nói là một thứ rất là tuyệt vời các bạn. Thấy không? Thấy không gian trong quán nè, trang trí y như gia đình rất là ấm cúng. Hãy đến với quán hai chị em liền nha. Bye.